Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng luôn luôn mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin nghệ sĩ. Cách Ngọc Trinh đối xử với người giúp việc được khen ngợi. Đưa đón xe trên 12 tỷ, thoải mái cho dùng đồ chung. Với vuông vây cuộc sống nhiều áp lực và bận rộn như hiện nay, thì rất nhiều sao việc phải nhờ cậy đến người giúp việc để san sẻ và hỗ trợ việc nhà mới có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Nói đến đây, không thể không nhắc đến Ngọc Trinh. Cô là một trong những người nổi tiếng may mắn gặp được người giúp việc tốt. Chính vì thế, đối xử với họ như bạn bè thân thiết của mình. Có lần Ngọc Trinh khoe ảnh đưa người giúp việc đi mua sắm trên siêu xe 12 tỷ, hay cảnh ăn uống vui vẻ cùng họ, thậm chí ngoài lương cơ bản, thi thoảng vòng eo 56 còn mua tặng cho họ những bộ đồ và thoải mái cho dùng chung đồ. Hành động đẹp này giúp cho cô nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả. Đối với Ngọc Trinh, người giúp việc cũng như bạn bè thân thiết, cô không ngại chia sẻ cuộc sống thường ngày hay quay clip vui đùa cùng nhau. Trong quá khứ, Ngọc Trinh từng phát biểu, tôi thích ăn đồ tươi sống nên ngày nào cũng mua đồ ăn mới. Mỗi lần đi chợ, tôi thường dắt hai chị giúp việc theo để có người chuyện trò và xách đồ phụ. Nữ quan nội y tự nhận mình là người khá dễ tính nên ai sống chung với mình cũng rất sướng. Ngọc Trinh từng gây chú ý khi đưa đón người giúp việc trên xe 12 tỷ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.